Đại phụng đã canh nhân chương 711, nói chuyện đêm ba. Hứa Thất An không quan tâm nàng, nàng cũng không quan tâm Hứa Thất An, một người cúi đầu nhìn xuống mặt sông ánh sáng vỡ vụn lóe lên, một người ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời. Bà dì lúc không nói lời nào, có một vẻ đẹp trầm tĩnh, như hoa hải đường dưới ánh trăng, một mình nở rộ. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt bình thường của nàng, mắt lại giấu vào trong cái bóng do lông mi tạo ra, đã sâu thẳm như biển lớn lại giống như đá quý màu đen tinh thuần nhất hứa thất an uống ngụm rượu giờ đi ánh mắt đánh giá nàng ngửa đầu cảm khái nói bản quan nổi thi hứng làm một bài thơ người gặp may mắn về sau có thể cầm thơ của ta đi hiển thánh trước mặt người khác nàng cười khẩy một tiếng vẻ mặt khinh thường lỗ tai lại rất thật thà dựng lên tuy rất muốn đã kích hoạt cười nhạo nam nhân luôn chọn nàng tức giận này nhưng ở phương diện thi từ hắn là thi khô nho lâm đại phụng công nhận nói năng lỗ mãn sẽ chỉ thể hiện nàng ngu xuẩn đợi một lát mãi không thấy hắn đọc thơ bà dì im lặng chờ tác phẩm xuất sắc nhịn không được quay đầu nhìn tới và phải một đôi ánh mắt trêu tức nàng lại tức giận xoay đầu tiếp theo bên tai truyền đến thanh âm tên kia nửa thở dài nửa ngâm tụng kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân kim nhân bất kiến cổ thì nguyệt kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân mắt nàng dần dần mở to miệng lẩm bẩm nét kinh diễm tràn hết ra trên mặt. Ta rốt cuộc hiểu vì sao những người đọc sách kia trong kinh thành theo đuổi thơ của ngươi như thế. Nàng khẽ thở dài. Bọn họ không phải thổi phòng ta, ta không sản xuất thơ, ta chỉ là công nhân vận chuyển thi từ. Hứa thất an cười nói. Quá khen quá khen, thi tài loại này là trời sinh, ta từ nhỏ đã cảm giác trong đầu đựng đầy tác phẩm xuất sắc truyền lại đời sau, hạ bút thành văn. Một lần này, bà dì tính tình cổ quái chưa đã kích cùng phản bác truy hỏi sau đó thì sao sau đó ta không nhớ hứa thất an buông tay ta chỉ làm ra một câu như vậy phía dưới không còn nàng nghiến răng nghiến lợi nói ta rút cuộc hiểu vì sao nhiều người như vậy thống hận ngươi sau lại là một đợt im lặng bà dì ghé vào trên lan can bảo hộ nhìn mặt sông khẽ nhộn nhạo sống tư thế này khiến mông của nàng không thể tránh khỏi hơi nhếch lên dưới lớp áo mùa xuân mỏng manh nổi bật ra hai bên mông tròn xoe rất lớn rất tròn nhưng nhìn không ra là mật đào hay là trăng tròn hứa thất an theo thói quen ở trong lòng đánh giá một câu sau đó dời ánh mắt đi cũng không thể nhìn mãi tỏ ra hắn như là rất đáng khinh nghe nói ngươi muốn đi vùng đất phía bắc ra vụ án tàn sát ngàn dặm nàng đột nhiên hỏi từng hứa thất an gật đầu lời ít mà ý nhiều là vụ án gì vậy nàng lại hỏi tạm thời không rõ, nhưng ta nhắm chừng là mang tộc xâm nhập biên cảnh, đốt giết cướp bóc khắp nơi, tàn sát ngàn dặm, mà trấn bắt vương thủ thành không ra. Hứa thất an đưa ra phán đoán của mình. Ừm. Nàng gật gật đầu, nói, nếu là như vậy, ngươi không sợ đắc tội trấn bắt vương sao? Sợ chứ. Hứa thất an bất đắc dĩ nói, nếu vụ án chưa rơi đến trên đầu ta, ta cũng liền mở một mắt nhắm một mắt, quản tốt chuyện bên người nhưng cứ phải rơi đến trên đầu ta rồi. Nghĩ có lẽ chính là ý trời, đã là ý trời, vậy ta liền phải đi xem một chút. Nàng chưa nói chuyện, nheo mắt, hưởng thụ gió xe lạnh trên mặt sông. Hứa thất an chớp mắt, cười nói, ta năm trước ngồi thuyền đi Vân Châu, trên đường gặp được một ít việc lạ. Nàng nhất thời có hứng thú, nghiêng đầu. Trên đường, có một sĩ tốt ban đêm tới trên sàn tàu, tư thế giống với ngươi ghé vào lan can bảo hộ, nhìn chầm chầm mặt nước sau đó, sau đó. Hứa thất an nhìn chầm chầm mặt sông, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Nàng cũng khẩn trương nhìn chầm chầm mặt sông, hết sức chăm chú. Sau đó trong sông có một con thủy quỷ lao ra. Hứa thất an trầm giọng nói. Nói, nói hưu nói vượng Bà dì sắc mặt tái nhợt, có chút sợ hãi, cố gắng chống đỡ nói, ngươi chính là muốn làm ta sợ. Phốt. Đột nhiên, mặt nước truyền đến động tĩnh, bọc nước tung tóe lên. Nàng hét lên một tiếng, bị dọa đặt mông ngồi ở trên mặt đất, ôm đầu rung bần bật. Ha 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 ha. Hứa thất an ôm bụng cười to, chỉ vào bà dì tư thái chật vật, cười nhạo nói, một cái bầu rượu đã dọa ngươi thành như vậy. Bà dì yên lặng đứng dậy, sắc mặt như phủ sương lạnh, không trên một tiếng bỏ đi. Tức giận rồi. Hứa thất an nhìn bóng lưng của nàng, hô, này này này, về tán gẫu vài câu nữa nha, thím trẻ. Lúc bình minh, thuyền quan chậm rãi bỏ neo ở bến tàu quận Hoàng Du, làm quận số lượng không nhiều có bến tàu của Giang Châu, kinh tế quận Hoàng Du phát triển coi như không tệ. Nơi đây sản xuất nhiều một loại ngọc vàng cam, trong suốt lớp lánh, màu sắc tựa như mỡ bò, gọi là ngọc Hoàng Du. Thuyền quan sẽ bỏ neo ở bến tàu một ngày, hứa thất an phái người rời thuyền chuẩn bị vật tư, đồng thời mang cấm quân chia làm hai nhóm, một nhóm ở lại phòng thủ thuyền quan, một nhóm khác vào thành. Nửa ngày sau, đổi cho nhóm còn lại. Thừa dịp có thời gian, sau bữa trưa vào trong thành tìm câu lan, dẫn theo đồng nghiệp đã canh nhân chơi chút, về phần dương nghiễn cứ để hắn lưu thủ trên thuyền đi. Trong nắng sớm, hứa thất an nghỉ, bỗng nhiên nghe thấy góc sàn tàu truyền đến tiếng nôn mửa. Quay đầu nhìn lại, thấy tròn xoe không biết là mật đào hay trăng tròn, bà dì ghé vào mép thuyền, không ngừng nôn mửa. Thiếm trẻ, có thai rồi. Hứa thất an trêu chọc, vừa lấy ra khăn, vừa đưa qua nàng không để ý lấy ra khăn theo lau miệng sắc mặt tiều tụy hai mắt che kín tơ máu nhìn qua tựa như cả đêm không ngủ ta ngày hôm qua đã thấy ngươi khí sắc không tốt làm sao vậy hứa thất an hỏi Thiến trẻ trừng mắt nhìn hắn một cái ngoáy mông đi về khoang thuyền nàng tối hôm qua sợ hãi cả đêm không ngủ luôn cảm thấy ngoài tấm màng tung bay có con mắt đáng sợ nhìn chằm chằm hoặc là gầm giường có thể vươn ra một bàn tay hay không hoặc là ngoài cửa sổ giấy sẽ treo một đầu hay không? Cuốn chăn, che đầu, ngủ cũng không dám ngủ, còn phải thỉnh thoảng thò đầu ra quan sát phòng một lần. Cả đêm không ngủ, lại thêm thân thuyền sóc nảy, mỏi mệt mấy ngày qua động lại nhất thời bùng nổ, đau đầu, nôn mửa, rất khó chịu. Đều là tiểu tử này làm hại. Không để ý tới ta thì thôi, ta còn sợ ngươi chậm trễ ta câu lan nghe khúc. Hứa thất an nói thầm, gọi bạn kéo bè rời thuyền từ xưa đến nay thành thị lưng tựa cảng kinh tế phổ biến phồn hoa quận thành quận hoàng du quy mô không tính là lớn nhưng đường phố rộng rãi thẳng tắp người đi đường đông như dệt cưỡi rất náo nhiệt hứa thất an đứng ở bến tàu phóng mắt nhìn lại khuân vác cùng khổ lực qua qua lại lại vung vải mồ hôi ánh mắt đảo qua hắn khóa mục tiêu một đốc công cầm sổ sách ngồi ở trong mái che nắng uống trà lững thững đi qua một tay ấn đao nhìn xuống vị đốc công kia đốc công đó bình tĩnh nhìn hứa thất an cùng với các đã canh nhân phía sau hắn ngực theo dấu hiệu ngân la đồng la cho dù không biết sai phục đã canh nhân nhưng uy danh đã canh nhân dù là dân chúng phố phường cũng là như sấm bên tai đây đây là đã canh nhân trong truyền thuyết đốc công vừa nghi hoặc vừa đứng dậy cúi đầu không lưng mấy vị đại nhân có gì dặn dò trong quá trình nói chuyện từ trong túi lấy ra một nắm bạc vụn hai tay dâng lên hứa thất an không nhìn gọn gàng dứt khoát nói, ngươi là đốc công. Đốc công tiếp tục cúi đầu không lưng, vâng. Hứa thất an chậm rãi gật đầu, nhìn về phía đám cửu vạn bận rộn, hỏi, gần đây có dân chạy nạn đến từ phương Bắc hay không? Dân chạy nạn. Đốc công nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có, nhưng tiểu nhân cũng nghe nói, vùng đất phía Bắc đang đánh trận, mang tộc đốt giết cướp bóc khắp nơi, may mắn có trấn Bắc vương thủ, bằng không sở châu có thể đã sớm đánh mất người rất sùng kính trấn bắc vương hứa thất an giọng điệu không có tình cảm lên xuống đương nhiên trấn bắc vương là quân thần của đại phụng cũng là cao thủ số một đại phụng chính bởi vì có hắn phương bắc mới có thể an ổn đốc công lộ ra vẻ mặt kính ngưỡng trấn bắc vương khi nào thành quân thần quân thần đại phụng rõ ràng là ngụy công hứa thất an dẫn theo đám ngân la cùng đồng la rời khỏi trong mái che nắng đốc công nhìn bóng lưng bọn họ rời đi buồn bực nói cho bạc cũng không lấy có phải đầu óc có bệnh hay không ở trong thành đi dạo một canh giờ hứa thất an từng ngồi ở tửu lâu từng ngồi ở câu lan thậm chí chủ động bắt chuyện với người ăn xin các đã canh nhân đi theo phát hiện hứa thất an lần này ra ngoài là có mục đích khác cái gọi là câu lan nghe khúc chỉ là ngụy trang mà thôi hứa đại nhân ngài đang tìm hiểu cái gì một vị ngân la hỏi tìm hiểu dân chạy nạn Hứa Thất An đứng ở bên đường, một tay ấn đao, nhíu mày nói: "Có chuyện rất kỳ quái, không biết các ngươi có phát hiện hay không?" Một vị ngân la kinh nghiệm phong phú, nghĩ nghĩ, trả lời: "Không có nạn dân." Cái này cũng không có gì kỳ quái, chúng ta mới tới Giang Châu, cách Sở Châu còn có ít nhất 10 ngày lộ trình. Đây còn là đi đường thủy, nếu đi đường bộ, ít nhất nửa tháng. Dân chạy nạn chưa chắc có thể từ Sở Châu chạy nạn đến vậy. Hứa thất an lắc đầu, liếc hắn, hừ nói, ngươi quên chúng ta đến tra là vụ án gì. Bốn vị ngân la cả kinh, lập tức lĩnh ngộ ý tứ của hứa thất an. Tàn sát ba ngàn dặm hành vi kiểu này, bình thường xảy ra ở chiến trường cỡ lớn kéo dài lâu ngày, hơn nửa đầu nhập số lượng binh lực tương đối. Mà nếu xảy ra loại chiến tranh quy mô này, nhất định tạo thành nạn dân khắp nơi, cho dù gian châu cách sở châu xa xôi, chưa chắc không có người may mắn trong nạn dân thành công đào vong tới đây. Nhưng mà chưa có. Vụ án này so với trong tưởng tượng của ta còn phức tạp hơn. Hứa Thất an lòng trầm xuống, cảm xúc khó tránh khỏi vì vậy nặng nề. Nhưng hắn nhìn thoáng qua các đồng nghiệp bên cạnh, thấy bộ dáng thấp thỏm lo âu của bọn họ, lập tức ta một tiếng, dùng một loại giọng điệu vô cùng long ngạo thiên, chậm rãi nói. Có chút thú vị, đây mới là vụ án ta muốn làm, quá đơn giản ngược lại không thú vị. Hứa đại nhân từng trải phong phú, tuy thời gian nhập chức ngắn nhưng sóng to gió lớn trải qua quả thật người ngoài cả đời cũng không thể trải qua. Các đã canh nhân nhớ lại từng vụ án lớn hứa ngân la từng trải qua, nhất thời trong lòng không hoảng hốt nữa, yên ổn hơn rất nhiều. Trước bữa trưa, hứa thất an sách hộp thức ăn, cùng với mấy khối ngọc hoàng du chưa điêu khắc, quay về thuyền quan. Hắn trước mang ngọc hoàng du đặt ở phòng, sau đó sách hộp thức ăn, đi lên lầu ba, tới trước một căn phòng ở góc, gõ gõ cửa. Ai? trong phòng truyền đến thanh âm bà dì tỏ ra hơi nóng nảy, nhưng quể oải. Là ta. Hứa thất an cười nói. Nghe được tiếng hắn, bên trong không có động tĩnh, cũng chưa mở cửa, tựa như tính xử lý lạnh. Phó văn bội, ngươi mở cửa, ta biết ngươi ở nhà, ngươi có bản lãnh câu dẫn nam nhân, ngươi có bản lãnh mở cửa đi. Hứa thất an là tiện nhân. Trầm. Cửa mở ra, bà dì mặc quần áo tỳ nữ màu xanh, mày liễu dựng lên, cả giận nói, ngươi nói hưu nói vượng cái gì? Tên hư hỏng này, ở trước phòng nàng nói cái gì câu dẫn nam nhân, quá đáng lắm rồi. Tuy nàng bây giờ chỉ là một tỳ nữ rất bình thường, nhưng tỳ nữ cũng là có danh tiết nha. Lại không có ai nghe được. Hứa thất an hề hề nói, ngươi cũng không phải phó văn bội, ngươi tức giận cái gì. Thấy bà dì trợn mắt, muốn một lần nữa đóng cửa, hứa thất an vội nói, mang theo bữa trưa cho ngươi. Bà dì cười nhạo nói, ngươi có lòng tốt như vậy. Sáng nay xem khí sắc ngươi, ta đã biết ngươi hôm qua không ngủ ngon, say tàu nhỉ. Bữa trưa khẳng định chưa ăn, cho nên mua chút đồ ăn cho ngươi. Hứa thất an chỉ để ý mục đích của mình vào nhà, nhìn lướt qua, phòng ở sạch sẽ, nhìn qua là mỗi ngày quét tước. Mang hộp thức ăn đặt lên bàn, mở ra nắp đậy, thức ăn lần lượt bày ra. Bà dì xem xét vài lần, phát hiện đều là đồ ăn mình chưa từng thấy, nhịn không được hỏi khay này là đồ ăn gì vậy phổi lưu ly ăn còn rất ngon là một trong những món thương hiệu của tử lâu tốt nhất quận hoàng du món ăn thương hiệu khác ta cũng mua cho ngươi hứa thất an nói không muốn ăn bà dì thản nhiên nói nàng thân thể không khỏe không có khẩu vị hơn nữa mấy năm nay ở vương phủ chăm chút kỹ càng món ngon nào chưa từng ăn sơn trân hải vị bình dân mong mà không được với nàng mà nói chỉ là bình thường nhưng ngươi bác này khẳng định thích ăn hứa thất an mang một bát canh đặc ở trên bàn bà dì vừa thấy đen sì vẻ ngoài cực kém nhất thời chán ghét nhíu mày nói vô sự hiến ân cần ngươi có mục đích gì nói thẳng chỉ chờ ngươi câu này hứa thất an ngồi ở bên cạnh bàn ho khan một tiếng nói vương phi các ngươi cũng đến đây nghe thấy hai chữ vương phi đuôi lông mày nàng khẽ giật giật Trấn Định gật đầu, ừm. Vì sao Vương Phi sẽ ở trong đội ngũ? Mà ta quan chủ sự này, lại trước đó không biết. Hứa Thất An cười tủm tỉm hỏi. Ngươi cho rằng ta sẽ biết sao? Bà dì tức giận nói, tựa như không muốn nói chuyện nhiều, thúc giục, không có việc gì cút mau, ta muốn đi ngủ. Hứa Thất An đành phải cáo từ rời khỏi. Chờ nam nhân thối đáng ghét rời khỏi, nàng một lần nữa đóng cửa lại, vốn định mang thức ăn thu về hộp thức ăn, đột nhiên ngửi được một mùi chua cây mùi này giống như cái tay vô hình bắt được dạ dày của nàng mùi chính là bát canh bề ngoài cực kém đó phát ra tựa như hương vị tạm được nàng ngồi ở bên cạnh bàn dùng thìa sứ múc một thìa khẽ nhấp một ngụm. trong vị chua mang theo vị cây nháy mắt mở ra nụ vị giác dẫn lên sự thèm ăn của nàng tực kiết hầu không tự giác nuốt liên tục uống vài ngụm. chờ nàng hút canh xong rốt cuộc cảm giác được đói khát lại nhìn đồ ăn trên bàn, liền trở nên mê người. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang một lần, tiếp đó truyền đến tiếng của chữ tương long, là ta. Cửa không khóa, tự mình vào. Bà dì lấy giọng lạnh lùng hơn nữa bình tĩnh trả lời. Chữ tương long đẩy cửa mà vào, thấy vương phi ngồi ở bên cạnh bàn, dùng bữa ngon lành. Chữ phó tướng nhíu nhíu mày, truyền âm nói, ngươi cùng hắn là quan hệ gì, chỉ cần gật đầu cùng lắc đầu hắn biết những món ăn này là hứa thất an vừa rồi đưa tới. Vương Phi lắc đầu. Ánh mắt chữ tương long sắc bén thêm vài phần, không có quan hệ, hắn mang bữa trưa cho ngươi. Vương Phi vẫn lắc đầu. Chữ tương long nhìn chầm chầm nàng một lát, miễn cưỡng tiếp nhận câu trả lời này, cảm khái sức quyến rũ của Vương Phi thật sự quá lớn, khiến nam nhân nhịn không được đi tiếp cận, đi tìm hiểu. Xin Vương Phi nhớ kỹ thân phận mình, đừng kết giao thân thiết với bọn người không liên quan hắn truyền âm cảnh báo một câu rời khỏi phòng toàn bộ quá trình chưa phát ra thanh âm gì trên thuyền chẳng những có kim la dương nghiễn còn có võ giả khác võ giả tai thính mắt tinh tai vách mạch trừng câu này là chuẩn xác nhất cái gì cũng không biết cũng là một loại tin tức ta đoán không sai trấn bắt vương phi tới vùng đất phía bắc tựa như không đơn giản như vậy bí ẩn ra ngoài trước đó ngay cả ta vị quan chủ sự này cũng không biết hơn nữa nhân số thị vệ mang theo không bình thường, quá ít. Cái này có thể lý giải là khiêm tốn hạ mình, ừm, theo sứ đoàn ra ngoài, đã khiêm tốn hạ mình, lại có đầy đủ lực lượng hộ vệ. Vấn đề là, sao phải đến nỗi như vậy? Hứa thất an quay về phòng, ngồi ở bên bàn, nhíu mày tự hỏi. Vì sao Vương Phi tới phương Bắc, phải làm thần bí như vậy, là vì danh hiệu thiên hạ đệ nhất mỹ nhân quá mức trêu rao? Cái này hiển nhiên không phải, ở Đại Phụng, ai dám có ý đồ với chính thê của trấn bắc vương cho dù là ta cả đời phóng đảng không kiềm chế yêu tự do cũng chưa từng có tâm tư phương diện này căn cứ hành vi phân tích ý đồ vậy là nguyên cảnh đế không hy vọng tin tức vương phi rời kinh để nhiều người biết nhưng cái này cũng không khoa học vẻn vẹn một vương phi đi gặp phu quân có cái gì phải giấu giếm trừ phi vương phi này không đơn giản đề cập đến một số cơ mật nào đó như vậy Nguyên nhân bí mật theo sứ đoàn lên đường chỉ có hai điều sau. Một, đề cập đến mưu đồ cơ mật nào đó, cho nên cần giữ bí mật. Hai, có thể kèm theo nguy hiểm, bởi vậy cần lực lượng còn hộ vệ của sứ đoàn. Nghĩ đến đây, con ngươi hứa thất an hơi co lại, ánh mắt theo đó sắc bén. Đối với phỏng đoán này, hứa thất an đã bất ngờ, lại không ngoài ý muốn. Bất ngờ là, hắn luôn cho rằng Trấn Bắc Vương Phi là bình hoa số một chữ thiên của Đại Phụng, trên bản chất vẫn là một nữ lưu, không nên liên lụy đến trong sự kiện cơ mật gì. Không ngoài ý muốn, là phát hiện chữ tương long mang theo nữ quyến, hơn nữa sau khi từ trong miệng dương nghiễn biết được vương phi đi theo, hắn đã có chuẩn bị tư tưởng. Đã có thể có nguy hiểm, vậy thì phải thi thố ứng đối, cẩn thận là trên hết. Ừm, bây giờ không vội, ta bận việc của mình. Hứa thất an sách túi, mang tám khối ngọc hoàng du bày ở trên bàn, sau đó lấy ra đao khắc chuẩn bị sẵn, bắt đầu tạo hình. Sau khi no, bà dì nằm ở trên giường nghỉ một lát, giấc ngủ không sâu, rất nhanh đã bị tiếng hò hét ồn ào trên bến tàu đánh thức. Nàng có chút tức giận đấm gối đầu vài cái, đứng dậy đi đến bên bàn, thu thập bát đũa, thả lại hộp thức ăn, mang theo nó rời phòng. Theo cầu thang đi xuống, đến tầng thứ hai, nàng theo hành lang mà đi, nhìn trái ngó phải đối với phòng hai bên, nơi này là khu vực đã canh nhân cùng tam ti quan viên ở lại, nàng không quá rõ hứa thất an ở phòng nào, cũng may rất nhanh, nàng như nguyện tìm được phòng của hứa ninh yến háo sắc. Bởi vì cửa phòng mở rộng. Sau khi từ Vân Châu trở về, nam nhân trẻ tuổi bề ngoài trở nên đặc biệt tinh xảo kia ngồi ở bên cạnh bàn, điêu khắc mấy khối ngọc hoàng du. Cốc cốc. Nàng gõ gõ cửa phòng, chờ hắn ngẩng đầu nhìn, cao mày nói, hộp thức ăn trả cho ngươi, đa, đa tạ. Tựa như không giỏi nói lời cảm tạ loại chuyện này, khi nói chuyện, vẻ mặt đặc biệt nhăn nhó. Đặt sau cửa đi. Hứa thất an thản nhiên đáp lại, cúi đầu, tiếp tục công việc của mình. Bà dì tiến vào phòng, nhẹ nhàng buông hộp thức ăn xuống, nhìn thoáng qua mặt bàn, nơi đó bày vài món đồ chơi tạo hình sẵn, phân biệt là kiếm nhỏ, bánh bao ngọc, ít hai, bù hộ mệnh tám cạnh, con dấu, ngọc bội. Nàng rất có hứng thú hỏi, người điêu khắc những vật này làm chi? Đao công còn rất khó coi. Nói xong, tự mình cười lên thanh khách. Tặng nữ tử. Hứa thất an nói. Tặng nữ tử. Bà dì nhìn chầm chầm vật trên bàn, nụ cười dần dần biến mất. Ta mỗi lần rời kinh, đều sẽ gửi một ít đặc sản địa phương cho nữ tử thích ta, lại viết một phong thư, cái này đã không tốn bao nhiêu bạc, lại có thể lấy lòng các nàng, khiến các nàng càng thích ta hơn. Hứa thất an nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giảng kinh nghiệm nuôi cá của mình. Bà dì bị chọc tức, ánh mắt nhìn Hứa Thất An, tự như đang nhìn cặn bã nhân gian, cười lạnh nói, quả nhiên là nam nhân thối. Hứa Thất An đã kích nói, đáng tiếc không có phần của ngươi. Bà dì cười nhạo nói, ai thèm chứ? Nổi giận đùng đùng rời khỏi. Không bao lâu, toàn bộ ngọc đều điêu khắc xong, Hứa Thất An giao cho chúng nó linh hồn. Hắn trước mang kiếm nhỏ, thu vào mảnh vỡ địa thư, cái này không cần gửi, bởi vì là tặng cho Lý Diệu Chân, đợi tới phương Bắc gặp nhau hứa thất an lại tặng cho nàng hứa thất an trải ra giấy viết thư chuẩn bị sẵn cầm bút mực tới nâng bút viết trời kinh thành năm ngày đã tới quận hoàng du nơi đây có ngọc hoàng du đặc sản ngọc này tính chất mềm mại cảm giác tay ấm áp ta rất yêu thích chỉ không có phôi thô điêu khắc cho điện hạ một con dấu con dấu có chữ viết viết nàng cầm hoa cười một cái hoa rơi đầy trời đây là viết cho hoài khánh hắn mang con dấu cùng nhau nhét vào phong thư phong thư thứ hai là viết cho phiếu phiếu trời kinh năm ngày đã tới quận hoàng du nơi đây có ngọc hoàng du đặc sản ngọc này tính chất mềm mại chạm tay ấm áp ta rất yêu thích liền không có phôi thô điêu khắc cho điện hạ một cái ngọc bội ta là người tục khí từ đầu tới chân gặp núi là núi gặp biển là biển gặp hoa là hoa chỉ có gặp ngươi trong đầu chỉ có bốn chữ tam sinh tam thế hắn mang ngọc bội bỏ vào phong thư phong thư thứ ba cùng phong thư thứ bốn viết cho thải vi cùng lệ na nội dung không có khác biệt rời kinh năm ngày đã tới quận hoàng du trên đời mỹ vị ngàn ngàn vạn nghe nói ở quốc gia xa xôi nào đó không thể đến có một loại mỹ vị nhân gian tên là hồ kiến nhân về sau có cơ hội muốn mang ngươi đi tìm xem tìm khắp chân trời góc biển hắn mang bánh bao chạm ngọc nhét vào phong thư phong thư thứ năm viết cho chung ly rời kinh năm ngày đã tới quận hoàng du trong những ngày ta không ở kinh thành, cứ ở lại dưới lòng đất ti thiên giám. Chúng ta phải tin tưởng, ngày tháng cực khổ sẽ qua đi, chịu chút khổ nữa, chịu chút tội nữa, tất cả đều sẽ từ trong cực khổ nở hoa. Về sau làm tiểu công cử của ta, chỉ ăn hai mươi không chịu khổ. Hắn mang bùa hộ mệnh tám cạnh bỏ vào. Sau đó là thư của Linh Nguyệt cùng Phù Hương, cùng với vật của các nàng. Phong thư thứ sáu viết cho Linh Nguyệt. Rời kinh năm ngày đã tới quận Hoàng Du. Vì huynh một đường bình an, chỉ là có chút nhớ nhà, nhớ muội tử dịu dàng dễ thân trong nhà. Chờ đại ca lần này trở về, lại kiếm chút trang sức cho muội. Trong lòng đại ca, Linh Nguyệt muội muội là đặc thù nhất, không ai có thể thay thế được. Phong thư thứ bảy viết cho Phù Hương. Quên vị đại nho nào từng nói, cuộc đời được một tri kỷ, cuộc đời này không uổng. Phù Hương cô nương chính là hồng nhan tri kỷ của ta, Hy vọng tình cảm chúng ta thiên trường địa cửu so với hoàng kim còn lâu dài hơn. Xin cho ta chơi miễn phí đến thiên trường địa cửu. Mỗi một con cá đều phải có lời gửi gắm khác nhau. Cần thể hiện ra đầy đủ quan tâm cùng coi trọng đối với các nàng, để các nàng cảm thấy mình là quan trọng nhất, quả quyết không thể qua loa cho xong. Đây là tu dưỡng cá nhân của một vị hải vương. Làm xong tất cả cái này, hứa thức an như trút được gánh nặng duỗi cái lưng mỏi, nhìn bảy phong thư trên bàn, cảm thấy thỏa mãn từ đáy lòng. Lần trước ở biên giới Thanh Châu, hắn cũng từng viết bảy phong thư, trong đó hai phong là nhị thúc cùng thẩm thẩm thật giả lẫn lộn. Mà bây giờ, chỉ là nữ hài tử, đã có bảy phong thư, lại thêm lý diệu chân, vậy là tám phong thư. Hứa thất an vì sự nghiệp ao cá của mình phát triển mà vui sướng. Bảo quản vật phẩm thích đáng, hứa thất an rời phòng, đi phòng dương nghiễn trước một chuyến, trầm giọng nói, đầu nhi, Ta có việc muốn bàn bạc với mọi người, ở chỗ ngươi trao đổi như thế nào?" Dương Nghiễn còn đang ngồi xếp bằng thổ nạp, nghe vậy, nhíu nhíu mày, theo bản năng phản cảm tu hành bị quấy rầy, nhưng vẫn chậm rãi gật đầu, "Có thể." Hứa Thất An lập tức mệnh lệnh phân phó một vị ngân la, đi mang chữ Tương Long cùng quan viên Tam Ti mời đến phòng. Ở bên cạnh bàn tĩnh tọa vài phút, Tam Ti quan viên cùng chữ Tương Long lục tục tiến vào, mọi người tự nhiên chưa cho Hứa Thất An nét hòa nhã gì, lạnh mặt không nói lời nào một trong hai vị ngự sử thói quen ba phải cười nói hứa đại nhân triệu hồi chúng ta vì chuyện gì ta muốn điều chỉnh tuyến đường sửa đi đường bộ hứa thất an lời kinh người vừa mở màn đã tung ra tin tức có tính chấn động điều đó không có khả năng chữ tương long dẫn đầu phản đối giọng điệu kiên quyết có giáo huấn lần trước hắn không tiếp tục nói nhảm với hứa thất an khoanh tay mà đứng bày ra tư thế quyết không thỏa hiệp hứa đại nhân đừng quậy phá nữa Mười ngày nữa, chúng ta liền có thể đến Sở Châu. Nên đi đường bộ, nửa tháng cũng không nhất định có thể đến. Đại lý tự thừa hầm hừ. Ngươi tuy là quan chủ sự, nhưng cũng không thể làm sằng làm bậy, thích gì làm nấy. Chỉ lệnh bình thường, bọn họ có thể nhân nhượng, nhưng nhịn hứa Thất An, thừa nhận địa vị cùng uy tín của hắn quan chủ sự này. Nhưng cái này không bao gồm tùy ý sửa đổi tuyến đường. Đường thủy sửa đường bộ thật sự quá phiền toái cần an bài ngựa, xe ngựa cùng với xe vận chuyển, dù sao 200 người này, người ăn ngựa ăn, không có khả năng nai nịp gọn gàng, cho nên lúc trước sứ đoàn mới lựa chọn đường thủy nhanh, tiện hơn. Tiếp theo, ở trong hành quân đánh trận, chỉ có tướng lĩnh cao nhất mới có thể sửa đổi tuyến đường. Sứ đoàn tuy không phải quân đội, nhưng sửa đổi tuyến đường vẫn như cũ là tối kỵ. Hình bộ Trần Bộ đầu nhìn về phía Dương Nghiễn, trầm giọng nói, Dương Kim La, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Nghiễn mặt không biểu cảm, quả thật không ổn. Tính cả Dương Nghiễn là đã canh nhân cũng không đồng ý quyết định của hứa thất an, có thể nghĩ mà biết, nếu hắn khư khư cố chấp, vậy là tự tìm mất mặt. Cho dù là đã canh nhân khác, chỉ sợ cũng không sẽ ủng hộ hắn. Hừ. Chữ Tương Long hừ lạnh một tiếng, nói, không có việc gì, bản tướng quân đi về trước, về sau loại ý tưởng không có đầu óc này, vẫn là bớt đi chút. Bộ đầu hình bộ đánh giá hứa thất an, nói, chữ tướng quân chậm đã không ngại nghe một chút hứa đại nhân nói như thế nào chữ tương long quay người lại kinh ngạc nhìn hắn có thể làm đến bộ đầu hình bộ tự nhiên là người kinh nghiệm phong phú hắn mấy ngày nay càng nghĩ càng không thích hợp khởi điểm chỉ cho rằng chữ tương long theo sứ đoàn cùng nhau quay về vùng đất phía bắc đã là thuận tiện làm việc cũng là vì thay trấn bắc vương giám thị sứ đoàn dù sao lần này sứ đoàn tới vùng đất phía bắc tra án đã có khả năng là nhằm vào trấn bắc vương nhưng hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, nếu đi theo chỉ có chữ Tương Long thì thôi, nếu Vương phi cũng đi theo, không nên phái một mũi tấm quân hộ tống vùng đất phía bắc sao? Vì sao ở chung với bọn họ? Trên thuyền toàn là nam nhân, chính thê của thân vương đi chung với bọn họ, cái này ít nhiều có chút không hợp lý. Đại Lý tự thừa nhịn không được nhìn về phía Trần Bộ đầu, khẽ nhíu mày, lại nhìn Hứa Thất An và chữ Tương Long, như có chút suy nghĩ. U không hổ là bộ đầu hình bộ so với đám quan văn sâu sắc hơn nhiều hứa thất an mang bản đồ trong tay trải ra nhìn về phía chữ tương long hỏi chữ tướng quân vương phi sao lại đi theo trong sứ đoàn trần bộ đầu hình bộ hai vị ngự sử đô sát viện đại lý tự thừa đồng loạt nhìn về phía chữ tương long vấn đề này của hứa thất an hỏi ra nghi hoặc hoặc tò mò trong lòng bọn họ vương phi đi vùng đất phía bắc gặp hoài vương có vấn đề gì Chữ tương long nheo mắt, sắc bén nhìn chầm chầm hứa thất an. Việc này không giấu được đám người đi cùng thuyền, hắn rõ một điểm này, cũng không cần thiết giấu giếm, chỉ cần lặng lẽ rời khỏi kinh thành không có ai biết, mục đích liền đạt tới. Bản quan là sứ quan chủ sự đoàn, vì sao trước đó chưa thu được thông báo? Hứa thất an lại hỏi. Chữ tương long thản nhiên nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi, vương phi mượn đường đi về phía bắc, hơn nữa thân phận tôn quý, tự nhiên là khiêm tốn thu mình thì tốt hơn vương phi đã thân phận tôn quý vì sao không phái đội ngũ cấm quân hộ tống lúc này trần bộ đầu đột nhiên hỏi đúng vậy thuyền quan ngư long hỗn tạp nếu là biết vương phi ra ngoài như thế nào cũng phải chuẩn bị thêm một con thuyền đại lý tự thừa cười ha ha nói ô quả thật không ổn một vị ngự sử cao mày đám lão hồ ly này chữ tương long liếc quan viên tam ti sinh lòng tức giận mấy ngày trước bọn họ còn biểu hiện ra đối địch đối với hứa thất an cũng âm thầm lấy lòng mình nhưng một khi gặp được chuyện có thể bất lợi đối với bản thân thái độ bọn họ lập tức trở nên ái muội thấy chữ tương long không nói lời nào hứa thất an cười lạnh một tiếng nhìn quanh mọi người nói chính như trần bộ đầu nói nếu vương phi đi vùng đất phía bắc là đoàn tụ với hoài vương như vậy bệ hạ trực tiếp phái tấm quân hộ tống là được nào cần lén lút lẫn trong sứ đoàn hơn nữa thế mà lại luôn giữ bí mật đối với chúng ta mấy vị đại nhân các ngươi trước đó biết vương phi ở trên thuyền không đại lý tự thừa cùng hai vị ngự sử lắc đầu hứa thất an lại nói vậy các ngươi biết điều này ý nghĩa thế nào không đại lý tự thừa vội vàng truy hỏi nói hứa đại nhân có chuyện nói thẳng hứa thất an nói năng có khí phách cái này ý nghĩa có thể gặp nguy hiểm ví dụ như phục kích phục kích nhằm vào vương phi hai vị ngự sử đại lý tự thừa lông mày giật giật sắc mặt chuyển thành nghiêm túc trần bộ đầu của hình bộ vẻ mặt không thay đổi tựa như đối với việc này sớm có đoán trước chữ tương long thấy thế tự mình biết tiếp tục phủ nhận mãi chỉ có thể bị chúng bạn xa lánh hừ nói vương phi lần này đi về phía bắc quả thật có mục đích khác nhưng hứa thất an không cần nói chuyện giật gân việc vương phi rời kinh ngay cả các ngươi cũng không biết huống chi người ngoài phục kích cũng là phải sớm chuẩn bị chúng ta một đường đi về phía bắc đi là đường thủy nhanh nhất chuyện vương phi đi theo lại giữ kín không nói ra lại có thể nào gặp mai phục đám người đại lý tự thừa chậm rãi gật đầu cho rằng chữ tương long nói có lý bọn họ cũng là sau khi xuất phát mới phát hiện trên thuyền có nữ quyến về sau chậm rãi phát hiện trong nữ quyến thế mà lại có hoài vương phi ngay cả bọn họ cũng là sau khi xuất phát mới biết việc này thử nghĩ kẻ địch có thể tồn tại lại phục kích như thế nào căn bản không kịp sợ bóng sợ gió một hồi sợ bóng sợ gió một hồi đại lý tự thừa phun ra một hơi sắc mặt có sự chuyển biến tốt hứa thất an cười ha ha nói mấy vị đại nhân an tâm một chút chớ vội nghe ta nói cho hết lời các ngươi lại cân nhắc hắn lúc này mới mang ánh mắt chuyển qua bản đồ mở ra chỉ vào nơi nào đó bên trên nói lấy tốc độ đi của con thuyền, muộn nhất chạng vạn ngày mai, chúng ta sẽ thông qua nơi này. Mọi người đi đến bên cạnh bàn nhìn, đó là một lưu vực dòng nước chảy xiết, hẹp, hai bên núi cao vần quanh. Nơi này, nếu thật sự có người muốn mai phục ở hai bờ sông, lấy dòng nước chảy xiết, chúng ta không thể nhanh chóng đổi hướng, nếu không sẽ có nguy hiểm lật úp. Mà cao thủ hai bên, thì thành trở ngại chúng ta lên bờ chạy trốn, bọn họ chỉ cần ở trong núi mai phục nhân thủ, liền có thể chờ chúng ta chui đầu vô lưới. Nói tóm lại, nếu dọc đường có thể có mai phục, như vậy tuyệt đối sẽ ở chỗ này. Lời của hứa thất an, khiến cảm xúc mọi người vừa mới thả lỏng một lần nữa căng thẳng. Chữ tương long nhìn chầm chầm bản đồ một lát, phản bác, tất cả cái này điều kiện tiên quyết là có kẻ địch mai phục, mà vừa rồi ta cũng đã nói, kẻ địch căn bản không có thời gian mai phục trước. Chỉ cần vượt qua nơi này, chúng ta trong 10 ngày có thể đến kiếm châu, đến lúc đó có quân đội của vương gia nghênh đón đại công cáo thành mà nếu đi đường bộ kéo dài thêm nửa tháng vậy mới là đêm dài lắm mộng hai bên bên nào cũng cho là mình đúng tranh chấp không thôi đám người đại lý tự thừa do dự hai bên đều có đạo lý lại đều có tệ đoan chọn cái nào cảm giác cũng không ổn thỏa vậy ta cho các ngươi thêm mồi lửa nữa hứa thất an cười nhạo nói đi đường bộ tất nhiên là đêm dài lắm mộng lại còn có đường sống quay về nếu chúng ta ngày mai ở đây gặp được mai phục vậy là toàn quân bị diệt không có bất cứ cơ hội nào nữa vẻ mặt hai vị ngự sử cùng đại lý tự thừa lập tức thay đổi ta đồng ý quyết định của hứa đại nhân đổi tuyến đường trần bộ đầu của hình bộ dẫn đầu nói bản quan cũng đồng ý quyết định của hứa đại nhân nhanh chóng chuẩn bị ngày mai đổi tuyến đường đại lý tự thừa lập tức phụ họa Hai vị ngự sử cũng lựa chọn ủng hộ hứa thất an Bởi vì lời của hắn đã đánh trúng điểm yếu của đám quan văn So sánh với đường bộ có thể phiền toái hơn, mệt mỏi hơn Đường thủy đoàn diệt trong một đợt càng làm người ta sợ hãi hơn nữa Không ai dám lấy tính mạng đi đặt cược Cơ má chữ tương long giật giật, trong lòng cuồng nộ Hung hăng nhìn chầm chầm hứa thất an, nói Hứa thất an, bản quan muốn cược với ngươi một phen Nếu ngày mai chưa ở lưu vực này gặp mai phục, như thế nào? hứa thất an hai tay ấn bàn không nhường chút nào nhìn lại về sau mọi thứ của sứ đoàn do ngươi định đoạt nhưng nếu gặp mai phục lại như thế nào chữ tương long đang nghe truyện trên tv audio cv nói ngươi nói một ta tuyệt không nói hai hứa thất an biểu môi khinh thường nói bây giờ ta nói một ngươi dám nói hai bất cái trò này đưa ra chút lợi ích thực tế cho lão tử ngươi muốn cái gì bạc trắng ba ngàn lượng cùng với ghi lại thủ binh rời doanh của vùng đất phía Bắc. Được. Chữ Tương Long lập tức đáp ứng, trong lòng lại nghĩ đến lúc đó đổi ý là được, đến vùng đất phía Bắc, còn không phải hắn định đoạt. Dưới trướng có binh có tướng, còn có trấn Bắc Vương chống lưng. Hứa Thất An cười lạnh nói, viết chứng từ. Chữ Tương Long kiên trì, được, nhưng nếu ngươi thua cũng phải cho ta 3.000 lượng bạc trắng. Hai bên lập xong chứng từ, nhưng chưa đồng ý, chờ ngày mai ra kết quả hứa thất an quay đầu nhìn về phía dương nghiễn dùng giọng điệu bàn bạc đầu nhi ngươi ngày mai mang theo thuyền phu đi thử một phen ngươi nhiều nhất có thể mang đi bao nhiêu người dương nghiễn nghĩ nghĩ nói sáu sáu người rõ ràng không thể điều khiển chiếc thuyền này nhưng dương nghiễn chỉ có thể mang đi sáu người nếu ngày mai thật sự gặp mai phục thuyền phu còn lại nhất định phải chết hứa thất an đang lúc nguy nan liền nghe dương nghiễn nói ngày mai ta có thể dùng khí cơ đẩy buồn thao túng thuyền thì không cần thuyền phu chèo chỉ cần giữ vài người cầm lái là được lấy trình độ đầu nhi tạm thời khống chế con thuyền hẳn là không có vấn đề hắn ở đáy lòng phun ra một hơi được cứ làm như vậy kế hoạch đổi tuyến đường định ra quan viên tam ti cùng với chữ tương long không cam lòng lập tức đi chuẩn bị công việc rời thuyền thông báo thị vệ nữ quyến các nhân viên đi theo trên thuyền hứa thất an không đi mà là ngồi ở bên bàn uống ngụm trà phân tích nếu ngày mai chưa gặp mai phục, vậy nói rõ cái gọi là kẻ địch không tồn tại, hoặc là không kịp mai phục. Như vậy chúng ta cũng có thể thở vào, mà nếu kẻ địch không tồn tại, trong sứ đoàn cho dù là chữ tương long định đoạt, vấn đề cũng không lớn, nhiều lắm nhịn hắn vài ngày. Đánh cược cũng không phải là hành động theo cảm tình, cho dù không có ván cược này, hứa thất an cũng sẽ lén lút yêu cầu Dương Nghiễn ngày mai thử điều khiển thuyền. Dương Nghiễn gật đầu, nhưng nếu có mai phục, Vậy chúng ta liền phiền toái rồi, còn chưa tới vùng đất phía Bắc, đã gánh họa trước cho vị vương phi kia. Hứa thất an thở dài, hạ giọng. Nếu tình huống không ổn như vậy, ta còn có một kế hoạch, đầu nhi, ta bàn bạc với ngươi. Sáng sớm hôm sau, đội ngũ 200 người rời khỏi quận Hoàng Du, bốn chiếc xe ngựa, 18 chiếc xe đẩy tay chuyên chở vật tư, cùng với 40 con ngựa. Về phần cấm quân cùng binh lính chữ Tương Long mang đến, chạy bộ tiến lên đội ngũ này theo đường cái, ở trong bụi bậm tràn ngập, hướng bắc mà đi. Nếu Dương Nghiễn bên kia chưa gặp Mai Phục, vậy đi đường bộ hai ngày, liền phải một lần nữa đổi đi đường thủy, đường bộ quả thật mệt mỏi, tàu xe mệt nhọc, hứa thất an ngồi ở trên lưng ngựa, trong lòng nói thầm. Ngựa dưới khố là ngựa nâu bình thường, xa xa không thể đánh đồng với con ngựa cái nhỏ. Lúc này, hắn thấy một chiếc xe ngựa phía sau vén bành lên, thò ra một khuôn mặt bình thường, hướng hắn vẫy tay. Hứa thất an quay đầu ngựa, đi chậm đến bên xe ngựa, cười nói, thím trẻ, chuyện gì? Vì sao phải đổi đi đường bộ? Nàng ngồi ở trong xe ngựa hơi sốc nảy, bộ ngực khẽ rung lên xuống, kể ra tiền vốn hùng hồn không muốn ai biết. Vì sự an toàn của vương phi các ngươi. Hứa thất an nói. Nàng nghĩ nghĩ, thế mà chưa theo bản năng đấu võ mồm, ngược lại thận trọng gật đầu, tỏ vẻ tán đồng lý do này. Chạng vạn. Bãi lưu thạch, dòng nước chảy xiết, ngay cả tảng đá cũng có thể trôi đi, cho nên được đặt tên. Hai bên có núi xanh vần quanh, độ rộng con sông giống như vòng eo nhỏ thắt lại của nữ tử, dòng nước vang lên ào ào, bọc trắng văng khắp nơi. Một chiếc thuyền buồn ba cột buồn thật lớn chậm rãi lái đến, ngược dòng mà lên, đi tới đoạn giữa bãi lưu thạch, mặt nước chảy xiết, đột ngột nhất lên gần sóng, một vật thể to khỏe, phủ đầy vảy màu đen ngoi lên, lại chìm vào trong nước. Sau vài giây im lặng, chỉ nghe tầm một tiếng, thuyền bùn ba cục thật lớn bị nhấc lên cao cao. Trong bọt nước phun trào, một con dao long vẫy đen phá sóng mà ra, sừng khảm vào đáy thuyền, mang nó hút lên giữa không trung. Trắc trắc! Vết trạng lập tức trải rộng thân thuyền, chiếc thuyền quan cỡ lớn có thể chuyên chở hơn 200 người này tách rời, mảnh vỡ rầm rầm rơi xuống. Khoảnh khắc trên thuyền nhấc lên, dương nghiễn thi triển khí cơ cuốn lấy sáu thuyền phu, lao lên không trung, khí cơ cường thịnh nổ tung ở lòng bàn chân, đẩy hắn không ngừng lên cao, nước không trung mà đi. Giao Long lao đầu vào đáy nước, tung tóe lên bọc trắng tận trời, chỉ nháy mắt, một nam nhân mặc áo bào đen trồi lên mặt nước, đạp nước mà đứng. Hắn ngũ quan âm nhu, mũi ưng, hai mắt hẹp dài, con ngươi dựng thẳng, ánh mắt lưu chuyển băng lạnh vô tình, hai bên má mọc đầy vảy nhỏ mà dày đặc. Nam nhân áo bào đen nhìn lướt qua mảnh gỗ gãy vỡ bị dòng nước đẩy đi, suy một tiếng, giọng âm lạnh, nói, bị đùa giỡn rồi bọn chúng chạy không thoát. Trong rừng rậm bên bờ, một nam tử trẻ tuổi đi ra, mặc áo trắng, khoanh tay mà đứng. Nam tử áo trắng cũng không bởi mai phục thất bại mà phẫn nộ, thất vọng, rất bình tĩnh nói, chúng ta lần này xuất động đủ nhiều nhân thủ, chỉ dựa vào một tên tứ phẩm dương nghiễn, song quyền nan địch tứ thủ. Vương Phi là vật trong bàn tay chúng ta. Nam tử áo bào đen nhíu mày nói, ngươi xác nhận trong sứ đoàn không có tứ phẩm khác. Nam tử áo trắng gật đầu, chỉ chỉ hai mắt mình, nói, tin tưởng mắt của ta, với lại, cho dù còn có một vị tứ phẩm, lấy bố trí của chúng ta, cũng có thể không chút sơ suất nào. Sau khi mặt trời lặn, sắc trời giữ sự sáng sủa tương đối lâu, sau đó mới bị màn đêm thay thế. Một chỗ triền núi địa thế khá cao, đội ngũ sứ đoàn ở nơi này điểm hỏa lửa trại, dựng lều trại. Nữ quyến chưa xuống xe, quấn thảm mỏng ngủ ở trong xe ngựa, hứa thất an đám quan lớn nghỉ ở trong lều trại, thị vệ tầng dưới chóc thì vây quanh lửa trại ngủ. Cũng may đang tháng 2 mùa xuân, ban đêm ôn hòa, có gió thổi đến, còn rất sảng khoái. Chỉ là mũi nhiều chút, rất thích thú đối với đám dê béo, thể phách cường kiện này. Tiếng bốt bốt không ngừng vang lên, các sĩ tốt hùng hùng hổ hổ đuổi mũi. Hứa thất an tuần tra trở về, nhìn thấy một màn này, liền biết trong đội ngũ sứ đoàn không chuẩn bị thảo dược đuổi mũi, nhiều lắm dự trữ một ít kim sang dược trị liệu thương thế, cùng với giải độc hoàng thường dùng về phần thảo dược đuổi mũi không làm được tinh tế như vậy vì sao mũi nhiều như thế đại lý tự thừa mặc áo đơn màu trắng từ trong lều trại chui ra quán giận nói bên tai ông 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 đầy côn trùng kêu vang sao có thể ngủ sao có thể ngủ sống an nhàn sung sướng là bệnh chung của quan văn sớm biết đã ở trên thuyền tuy có sóc nảy nhưng đều là vấn đề nhỏ nhìn chút là vượt qua đi đường bộ gian khổ hơn rất nhiều không có giường lớn không có bàn trà không có thức ăn tinh xảo còn phải chịu đựng mũi đốt hai vị ngự sử nghe thấy đại lý tự thừa oán giận lập tức chui ra phụ họa mặt mày đau khổ khó qua khó qua lúc này liền tỏ ra đề nghị của hứa thất an là ngu xuẩn cỡ nào nếu không đổi đường bộ bọn họ bây giờ còn trôi trên mặt nước có giường lớn mềm xốp để ngủ có phòng nghỉ ngơi riêng chữ tương long đồng bì thiết quốc hữu dụng không sợ mũi đốt thản nhiên trào phúng đã lựa chọn đi đường bộ tự nhiên phải gánh vác hậu quả tương ứng. Chúng ta mới đi một ngày, bây giờ đổi tuyến đường đi đường thủy còn kịp. Hứa thất an lấy ra một cây hương liệu đặc chế, cao giọng nói, ta nơi này có hương liệu đuổi côn trùng, đốt một khối ném vào lửa trại, liền có thể đuổi mũi. Các sĩ tốt vui mừng quá đổi, dựa theo yêu cầu từ hứa thất an nơi này lĩnh hương liệu, ném vào lửa trại. Hương liệu ở trong lửa nóng thông thả thiêu đốt, một mùi thơm nồng đậm tỏ ra hơi gây mũi tản ra, sau một lúc, chung quanh quả nhiên không còn mũi. Ha ha, thật sự hết mũi rồi, thoải mái. Phen này có thể an tâm ngủ, may mà có hứa đại nhân. Cạnh những đống lửa trại, các sĩ tốt không chút nào keo kiệt khen ngợi của mình. Hương liệu của hứa ngân la giải quyết khốn cảnh trước mắt của bọn họ, sau khi không còn mũi đốt, cả người đều thoải mái. Cảm giác hạnh phúc chính là từ trong những đãi ngộ nhỏ này bắt đầu, nếu đổi một quan viên lãnh đạo, chẳng định sẽ không để ý phiền não nho nhỏ của bọn họ đám binh sĩ tầng dưới chót này. Càng sẽ không đi nghỉ, ban đêm không ngủ ngon, ngày mai sẽ mỏi mệt, còn phải đi đường. Nếu tuần hoàng ác tính, sẽ làm cho chiến lực cả đội ngũ trượt xuống. Mà cảm giác hạnh phúc của binh sĩ tăng lên, cũng sẽ truyền lại cho lãnh đạo, đối với lãnh đạo càng thêm cung kính cùng tán đồng. Ví dụ như hứa thất an đề nghị thay đổi tuyến đường, đi đường bộ gian khổ hơn, toàn bộ đội ngũ lén lút tiếng oán thang dậy đất, nhưng không bao gồm trăm tên cấm quân bọn họ nửa câu oán hận cũng không có đây là tán đồng hai vị ngự sử cùng đại lý tự thừa xin một khối hương liệu về trong lều trại dùng lư hương đốt hiệu quả đuổi mũi dựng sao thấy bóng quả nhiên không nghe thấy tiếng kêu ong 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 nữa hứa đại nhân ngay cả loại đồ chơi nhỏ này cũng chuẩn bị không hổ là cao thủ phá án tâm tư tinh tế ngự sử đô sát viện từ trong lều trại chui ra lớn tiếng khen ngợi trong xe ngựa cách đó không xa các tỳ nữ ngửi được mùi thoang thoảng vui vẻ nói mùi này thật dễ ngửi chúng ta cũng đi lấy chút để đốt đuổi mũi chút thủ cái gì nha hứa ngân la cùng chữ tướng quân đang mâu thuẫn đó ngươi đừng ở lúc này tự tìm mất mặt một nữ tỳ khác nói sẽ không đâu hứa ngân la tính cách rất tốt đối với nữ tử chúng ta đặc biệt nhẹ nhàng tỳ nữ kia nói phúc ta nói là chữ tướng quân chúng ta là người vương phủ trong lòng phải biết, cho dù Hứa Ngân La tốt nữa, chúng ta cũng không thể quên thân phận mình, hiểu chưa? Đúng vậy, hơn nữa ta nghe nói là Hứa Ngân La yếu đổi đường bộ, chúng ta mới như vậy vất vả, thật là. Lời này vừa ra, tỳ nữ khác nhau nhau lên án công khai Hứa Ngân La, chán ghét nói không ngừng. Vương phi cuộn mình ở trong góc, khinh thường cười khẩy một tiếng. Những tỳ nữ không có đầu óc này, ánh mắt thiển cận như con cóc, chỉ có thể nhìn thấy mũi bay trước mắt. Tuy nàng cũng mệt mỏi, nàng cũng từng hoài nghi đường thủy có phải thực có nguy hiểm hay không, cũng có điều hoài nghi đối với phán đoán của hứa thất an. Nhưng nàng kiên quyết ủng hộ quyết định của hứa thất an. Tình nguyện chịu chút khổ, chịu chút tội, cũng tốt hơn so với gặp được nguy hiểm. Đại lý tự thừa sốc lên mành lều trại, nhìn hứa thất an ngồi chung với binh sĩ, hỏi, hứa đại nhân có mấy phần nắm chắc. Hắn chỉ là chuyện mai phục đường thủy, viễn chuyển nhắc nhở hứa thất an, cần cân nhắc chuyện đánh cuộc. Dù sao nhận ơn người ta thì không cứng được, đại lý tự thừa và hứa thất an cũng không có thù hận, không vừa mắt hắn, chủ yếu là đại lý tự khanh và hứa thất an có thù lớn, làm quan viên kiếm cơm ăn dưới trướng đại lý tự khanh, mong hắn phải ngồi thẳng. Ta lấy đâu ra nắm chắc, để dương nghiễn đi dẫm cạm bẫy, bản thân chính là thử. Hứa thất an khẽ lắc đầu, không nói gì. Một vị ngự sử nói, nắm chặt tính toán thời gian, dương kim la cũng nên đến bãi lưu thạch rồi có mai phục hay không nghĩ hẳn đã biết hắn khi nào chạm trán với chúng ta hứa thất an nói ta ven đường có để lại ám hiệu hắn sẽ theo tới đây lấy cước trình kim la theo ám hiệu đuổi theo không cần bao lâu muộn nhất sáng sớm ngày mai sớm nhất có thể đêm nay có thể đuổi tới chữ tương long cùng mấy vị quan văn im lặng đều có chút suy nghĩ chờ đợi dương nghiễn đã đến qua nửa canh giờ mọi người tiến vào mộng đẹp, tiếng ngáy tựa như ếch kêu, lúc trầm lúc bổng. Quanh hứa thất an không có ai, cầm một cành khô, ở trên đất viết viết vẽ vẽ, cân nhắc sau khi đi vùng đất phía Bắc, mình nên điều tra vụ án như thế nào. Sau khi điều tra rõ vụ án, lại nên như thế nào ở dưới tình huống không kinh động trấn Bắc Vương, mang chứng cớ về kinh thành. Chuyện này phiền toái nhất ở chỗ, hắn không làm gì được đối với Trấn Bắc Vương, mà Trấn Bắc Vương muốn làm gì với hắn, lại rất dễ dàng. Thái độ tiêu cực của đám người đại lý tự thừa đối với vụ án là có thể hiểu được, nhắm chừng chỉ muốn góp mặt cho có, sau đó trở lại kinh thành báo cáo kết quả công tác. Tàn sát 3.000 dặm, lại không có một người dân chạy nạn, cái này không hợp lý. Dọc đường Bắc Thượng, ta phải quan sát thật kỹ, lao đầu đến phương Bắc, đó là chuyện kẻ ngốc mới làm. Chữ Tương Long kiên quyết phản đối ta đi đường bộ, chưa chắc đã không có cân nhắc phương diện này, hắn muốn để ta trực tiếp đến vùng đất phía Bắc, mà đến vùng đất phía bắc, ta liền thành con rối mặt cho người ta giật dây. Muốn lén lút ra án. Nằm mơ. Suy nghĩ ùng ùng xuất hiện, đột nhiên, hắn bắt giữ được một luồng khí cơ dao động, từ nơi xa truyền đến. Hứa thất an đứng bật dậy, tay phải so với đầu óc còn nhanh hơn, đè lại chui hắc kim trường đao. Bên kia, chữ tương long cũng mở mắt, ánh mắt sắc bén. Hai người không có giao lưu ánh mắt, mà là cùng nhau nhìn về phía nam, trong đêm đen, một bóng người chậm rãi đến, đeo thương bạc, chính là Dương Nghiễn. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, hứa thất an cùng chữ tương long lộ ra sự khẩn trương cùng chờ mong của mình. Người trước xoay người nhặt lên túi nước, đi đón, nói, đầu nhi, tình huống thế nào? Dương Nghiễn tiếp nhận túi nước, một hơi uống cạn, trầm giọng nói, bãi lưu thạch có một con dao long mai phục, thuyền chìm rồi. Quả nhiên có mai phục, thật sự là sợ cái gì đến cái đó, định luật Murphy thông dụng toàn vũ trụ sao? hứa thất an lòng trầm xuống, chút tâm lý may mắn cuối cùng không còn sót lại chút gì. Thật sự có mai phục. Chữ tương long nắm chặt chui đao, lửa trại chiếu rọi con ngươi hơi co rút lại. Đầu nhi ngươi ngồi trước, ta đi gọi người của Tam Ti tới đây, bọn họ nên cùng nhau nghe một chút, để hiểu tình huống. Hứa thất an gọi dương nghiễn ngồi xuống ở bên lửa trại, lại mang bọc chứa lương khô đưa qua. Sau đó, hắn lần lượt tiến vào lều trại, đánh thức ngự sử, đại lý tự thừa cùng trần bộ đầu của hình bộ. Trần bộ đầu chui ra khỏi lều trại, thấy Dương Nghiễn, không chút suy nghĩ, hơi tỏ ra cấp bách hỏi, Dương Kim La, có gặp được Mai Phục không? Hai vị ngự sử cùng đại lý tự thừa nhìn chằm chằm Dương Nghiễn. Bãi lưu thạch có Mai Phục, thuyền chìm rồi, nếu chúng ta không thay đổi tuyến đường, hôm nay nhất định toàn quân bị diệt. Dương Nghiễn sắc mặt ngưng trọng. Thật là có Mai Phục, thật sự có Mai Phục trái tim đại lý tự thừa dần dần chìm vào đáy vực toàn quân bị diệt hai vị ngự sử khẽ biến sắc đột nhiên nhìn về phía hứa thất an chắp tay nói may có hứa đại nhân tỉnh táo sớm phán đoán ra mai phục để chúng ta tránh thoát một kiếp trần bộ đầu của hình bộ trong ánh mắt nhìn về phía hứa thất an đã có thêm sự kính nể tâm phục khẩu phục đối với kẻ địch của vị người lãnh đạo trực tiếp này chúng ta đến lều trại thảo luận đại lý tự thừa đề nghị Hứa Thất An gật đầu, gọi Trần Kiêu đã tỉnh lại, dặn dò: "Đêm nay đừng ngủ, mọi người nâng cao tinh thần lên, tuần tra cho tốt." Trần Kiêu ở bên nghe được cả quá trình, biết tính nghiêm trọng của sự tình, sắc mặt ngưng trọng gật đầu, đại nhân yên tâm. Hứa Thất An lập tức theo mọi người vào lều trại. Vương phi của mình ở góc xe ngựa ngủ, bị một trận tiếng bước chân, tiếng giáp trụ va chạm, cùng với tiếng nghị luận hỗn loạn đánh thức. Đám tỳ nữ cùng xe đã tỉnh lại, ghé vào bên cửa xe quan sát. Đang đêm hôm ồn ào như vậy, đã xảy ra cái gì? Không phải mới vừa ngủ. Sao đột nhiên ra ngoài tuần tra rồi? Trong lòng Vương Phi rùng mình, xúc lên tấm thảm mỏng, vừa dụi mắt, vừa đẩy ra cửa xe ngựa, thật cẩn thận nhảy xuống xe ngựa. Nàng gặp một đội cấm quân đang chuẩn bị ra ngoài dò xét, hỏi, ngươi đây là làm chi? Binh sĩ dẫn đầu đánh giá nàng vài lần, nói, Dương Kim La đã trở lại, nghe nói ở bãi lưu thạch gặp mai phục thuyền chìm rồi một vị sĩ tốt phía sau bổ sung nói nếu không phải hứa đại nhân thay đổi tuyến đường chúng ta hôm nay đã xong đời hết vương phi cả kinh dâng lên cảm xúc nghĩ mà sợ mãnh liệt thật sự có mai phục là hướng đến ta may may mắn có hắn may mắn hắn sớm kịp phản ứng lại nàng vỗ vỗ bộ ngực giờ khắc này thế mà lại dâng lên cảm giác an toàn mãnh liệt Vương Phi thường thường không có gì lạ hít sâu một hơi, xoay người trở về xe ngựa. Ngươi đi hỏi rồi phải không, bọn họ đều làm sao vậy? Đám tỳ nữ vội vàng truy hỏi. Đường thủy có mai phục, thuyền chìm rồi. Vương Phi thản nhiên nói. Bên trong xe ngựa, tiếng kinh hô nổi lên, đám tỳ nữ lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Vì, vì sao sẽ có mai phục? Vì sao phải mai phục chúng ta? Phù. May có hứa đại nhân nhạy bén, sớm mang chúng ta đi đường bộ. Tiếng nói thầm nổi lên bốn phía, đám tỳ nữ đua nhau nghị luận. Vương Phi quấn tấm thảm mỏng, cuộn mình ở trong góc, ôm bả vai, khẽ phát trung. Nàng ở ban đêm tối đen cảm nhận được rét lạnh, rét lạnh phát ra từ trong lòng. Ai tới cứu ta? Trong lều trại, Dương Nghiễn ngồi xếp bằng ở đệm mềm, tiếp nhận nước trà đại lý tự thừa đưa, nói tập kích thuyền quan là một con hắc dao, hẳn là dao bộ trong yêu tộc phương Bắc. Thực lực không kém, tứ phẩm, ở dưới nước ta đánh không lại nó. Hắn không phải người nhiều lời, lời ít mà ý nhiều nói xong, cho ra đối chiếu thực lực bản thân cùng đối phương, sau đó liền im lặng không nói một lời. Sắc mặt chữ tương long thay đổi hẳn. Nghe được tứ phẩm giao long tồn tại, đám người đại lý tự thừa vẽ mặt quái dị, có ngạc nhiên có sợ hãi có lo âu. Trần bộ đầu cao mày, nói, chữ tướng quân biết chi tiết con giao long đó sao? Trong quá trình nói chuyện, hắn nheo mắt đánh giá chữ Tương Long. Mọi người đều nhìn lại, áp lực vô hình khiến chữ Tương Long không thể tiếp tục giữ im lặng, do dự một phen, hắn trầm giọng nói. "Hắc Giao, Tứ phẩm, nếu không đoán sai, hẳn là Thang Sơn quân." Hắn quả nhiên biết Hắc Giao. Ánh mắt Hứa Thất An khẽ lóe lên, kẻ địch mai phục ở Bãi Lưu Thạch là yêu tộc phương Bắc, yêu tộc phương Bắc đã xuất động, như vậy mang tộc phương Bắc xưa nay như cây liền cành đâu? Mặt khác Chuyện vương phi tới vùng đất phía bắc, giữ kín không nói ra, thuyền quan bắc thượng tốc độ cực nhanh, theo lý thuyết, yêu tộc phương bắc căn bản không có khả năng mai phục trước. Trừ phi bọn họ sớm đã biết vương phi cần đi về phía bắc. Vị đại phụng đệ nhất mỹ nhân này của chúng ta quả nhiên không đơn giản, đáng giá mang tộc giống trống khu chiên xâm nhập nội địa kẻ địch mai phục như thế. Vừa rồi xem sắc mặt chữ tương long, tựa như cực kỳ giật mình, rất rõ ràng cũng cảm thấy chấn động đối với yêu tộc phương bắc ra tay. Trong đầu hứa thất an, vô số ý nghĩ hiện lên. Trần bộ đầu thấp giọng nói, Dương Kim La, trừ hắc dao, còn có kẻ địch khác không? Dương nghiện lắc đầu, chưa phát hiện. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, đại lý tự thừa như trút được gánh nặng, trong lòng yên tâm hơn rất nhiều, nói, nếu là chỉ có một vị tứ phẩm, chúng ta trái lại cũng không cần quá lo lắng. Nói xong, liền nghe hứa thất an cười khẩy một tiếng, nói, mang tộc phương Bắc cùng yêu tộc phương Bắc như cây liền cành, yêu tộc đã ra tay mang tộc còn có thể xa sao nếu ta đoán không sai các quan ải lớn tới vùng đất phía bắc đều có cao thủ mai phục tin tưởng ta trừ phi chúng ta vứt bỏ xe ngựa cùng vật tư trèo đèo lội suối bằng không sớm hay muộn sẽ bị mai phục lần nữa thời buổi này đường cái chỉ mấy cái như vậy đường hẹp quanh co trái lại vô số nhưng đường nhỏ những người đó đi ra cưỡi ngựa cũng khó khăn đừng nói xe ngựa cùng xe kéo tay vận chuyển vật tư giặc cướp cổ đại cướp đường, chỉ cần chiếm cứ một con đường cái, ven đường đánh cướp đội buôn, người đi đường đã có thể kiếm đầy bồn đầy chậu rồi. Bị hắn nói như vậy, hai vị ngự sử cùng đại lý tự thừa vội vàng nhìn về phía Trần Bộ Đầu, bọn họ bây giờ đã không tin chữ Tương Long nữa. Trần Bộ Đầu tuy chức quan thấp, nhưng hắn là võ phu kinh nghiệm phong phú, cũng là người một nhà, hắn tỏ thái độ đáng giá tín nhiệm nhất. Trần Bộ Đầu nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói: hứa đại nhân phân tích rất có đạo lý thậm chí chính là sự thật ta thậm chí cảm thấy đường thủy đã có một vị tứ phẩm như vậy điểm mai phục khác thì sao có thể cũng có một vị tứ phẩm hoặc là càng nhiều tứ phẩm hơn hay không mang tộc cùng yêu tộc phương bắc liên hợp lại xúc động số lượng tứ phẩm nhất định không nói chơi tứ phẩm cao thủ ở trên giang hồ đó là đại nhân vật vang dội là thổ bá vương nhưng ở trong triều đình tứ phẩm không nói nhiều như lông trâu nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ít đây là đạo lý rất đơn giản nếu tứ phẩm trên giang hồ so với triều đình còn nhiều hơn vậy thống trị thiên hạ cũng sẽ không là triều đình mang tộc cùng yêu tộc phương bắc tương đương với triều đình liên hợp của phương bắc giờ giờ cần như thế nào cho phải ba gã quan văn có chút cuốn lên rồi kẻ địch chỉ cần có hai tứ phẩm bọn họ đội ngũ này liền nguy hiểm nếu là ba tên vậy chắc chắn toàn quân bị diệt không khí trong lều trại trở nên lặng lẽ, nghiêm túc. ba vị quan văn cùng với trần bộ đầu cao mày, tuy bên ngoài có một trăm cấm quân, còn có hộ vệ mỗi người mang theo, lại không thể mang đến cho bọn họ chút cảm giác an toàn nào. thật ra lực lượng thủ vệ của sứ đoàn đã phi thường đầy đủ, có trăm cấm quân, có mấy chục hộ vệ, càng thêm bốn ngân la, tám đồng la, cùng với một tứ phẩm kim la, một đội ngũ như vậy chỉ cần không bị thế lực lớn nhằm vào, đủ để đi ngang ở các nơi của Đại Phụng, thậm chí đi phương Bắc cùng Đông Bắc cũng có thể toàn thân mà lui. Lúc trước Trương Tuần Phủ dẫn đội đi Vân Châu, cũng là quy mô như vậy, dọc đường bình an vô sự. Nhưng tình huống trước mắt là, bọn họ rất có thể đã phải yêu tộc cùng mang tộc phương Bắc liên thủ mai phục, nhằm vào, sau lưng là thế lực lớn hùng cứ phương Bắc. Mang tộc cùng yêu tộc phương Bắc, vì sao phải chặn giết vương phi? bọn hắn lại là như thế nào bố trí mai phục trước trần bộ đầu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm chữ tương long đây không phải thứ ngươi nên biết chữ tương long hừ lạnh một tiếng trần bộ đầu cả giận nói nếu sớm biết kẻ địch là yêu tộc cùng mang tộc phương bắc vì sao không phái tấm quân hộ tống cứ phải giấu ở trong sứ đoàn tình huống không ổn khiến hắn đặc biệt phẫn nộ không cố kỵ thân phận chữ tương long nữa thái độ đối chọi gay gắt đúng vậy nếu đối với gặp mai phục có chuẩn bị tâm lý nhất định trực tiếp điều phối tấm quân hộ tống không phải càng an toàn hơn sao nơi này dù sao cũng là địa giới đại phụng phái một mũi tấm quân quy mô khổng lồ hộ tống vương phi mang tộc cùng yêu tộc tức phương bắc cho dù đưa ra tứ phẩm cao thủ cũng chỉ có kết cục nuốt hận dù sao tấm quân khẳng định sẽ mang theo pháp khí sát thương cỡ lớn hơn nữa bản thân trong quân còn có rất nhiều cao thủ nhưng nguyên cảnh đế lại để vương phi vụng trộn lẻn vào sứ đoàn ai cũng không biết âm thầm rời kinh. Trong lòng hứa thất an hiện lên suy nghĩ kinh hải này. Bọn họ đề phòng là kẻ địch bên trong triều đình. Bên trong triều đình có người không muốn để Vương Phi đi vùng đất phía Bắc gặp Hoài Vương. Vương Phi đi phương Bắc, rốt cuộc sẽ dẫn phát cái gì? Sau lưng việc này quả nhiên còn có tin tức sâu hơn nữa. Còn có, yêu tộc cùng mang tộc là làm sao biết trước, còn bố trí mai phục. Những manh mối này lộn xộn, không có đầu mối, nghĩ đau đầu bên tai vang lên chữ tương long cùng ba vị quan văn khắc khẩu hứa thất an dây dây mi tâm đắm chìm ở trong sự tự hỏi của mình thật ra ta có một biện pháp càng đơn giản hơn đó chính là gậy ông đập lưng ông chủ động đưa tới cao thủ mang tộc cùng yêu tộc từ trong miệng bọn họ lấy tình báo hứa thất an càng nghĩ càng cảm thấy kế hoạch này khả thi đầu tiên hắn có kim cương bất bại sánh vai tứ phẩm thậm chí có sự vượt qua đơn đấu một vị tứ phẩm cho dù đánh không thắng đối phương cũng rất khó giết chết hắn dù sao võ phu sẽ không nhằm vào nguyên thần công kích nếu là đạo môn tứ phẩm hứa thất an không nói hai lời xoay người đi luôn dù sao cấp bậc nguyên thần của hắn còn dừng lại ở lục phẩm cho dù nguyên thần hắn so với đại bộ phận lục phẩm còn cường đại hơn nhưng như thế nào cũng không có khả năng là đối thủ của cường giả đạo môn tứ phẩm tiếp theo hắn có sách ma pháp nho gia tặng cho đặt ở trong game đây là quyển trục kỹ năng siêu quý hiếm ta tuy cấp bậc thấp, nhưng ta biết nạp tiền. Trong thiên nhân chi tranh, chính là vì hiệu quả của sách ma pháp nho gia, bù lại điểm yếu nguyên thần cho hắn, do đó đánh bại Lý Diệu chân cùng sở nguyên chẩn. Cuối cùng, trong cơ thể hắn còn có một vị thần thù hòa thượng, đây là sự tự tin lớn nhất của hắn. Nhưng thần thù hòa thượng tồn tại không thể bại lộ, cho dù triệu hồi hắn, cũng phải ở dưới tình huống không có đồng đội, nếu không chỉ có giết người diệt khẩu. Nếu chỉ là cứu vương phi, còn chưa đến mức để ta liều mạng như vậy. Ngón trỏ cùng ngón cái hứa thất an vuốt ve cầm. Cứu Vương Phi chỉ là nhân tiện, mục đích của hắn là lấy tình báo. Phương Bắc là địa bàn của Trấn Bắc Vương, trực tiếp qua, lao đầu vào trong phạm vi người ta giám thị. Toàn bộ hành động đều ở dưới mí mắt đối phương. Nếu như vậy, ta hoặc là không tra án, hoặc là liều mạng với Trấn Bắc Vương. Đối với một cao thủ suy luận logic kín đáo mà nói, điều đó không có khả năng khiến mình lâm vào cục diện bị động như thế. Phải ở trước khi đến phương Bắc, thu hoạch càng nhiều manh mối cùng tình báo, như thế mới có thể chế định kế hoạch, triển khai điều tra. Lúc này, tiếng khắc khẩu đã kết thúc. Chữ Tương Long ở trên đất mở ra một phần bản đồ, trầm giọng nói, Dương Kim La một đường đi tới, có bị theo dõi không? Dương Nghiễn lắc đầu. Thân là một gã tứ phẩm đỉnh phong, người có thể theo dõi hắn không nhiều, trực giác của võ phu không phải bài trí chữ tương long nhẹ nhàng thở ra gật đầu nói tốt lắm như vậy chúng ta còn có cơ hội bây giờ loại tình huống này khẳng định không thể quay đầu chúng ta nên sớm cho kịp đến thành giang châu xin giúp đỡ tư giang châu bố chính sứ giang châu đô chỉ huy sứ mời bọn họ triệu tập binh lực về sở phòng ngự mọi người chậm rãi gật đầu thành giang châu là chủ thành một tỉnh binh lực cao thủ cũng không thiếu vào thành giang châu liền an toàn nếu tứ phẩm mang tộc cùng yêu tộc dám dết vào trong thành nhất định có đến mà không có về chỉ cần có thể thành công đến chủ thành giang châu chúng ta liền có thể hướng triều đình cầu viện hoặc là trực tiếp điều phối đại quân giang châu hộ tống vương phi đi phương bắc chữ tương long nói có đạo lý đại lý tự thừa chậm rãi gật đầu cho nên kế tiếp chúng ta cần chế định tuyến đường hành quân chữ tương long chỉ vào bản đồ nói đường gần nhất đến giang châu là đường cái chúng ta bây giờ đi hai ngày liền có thể tới nhưng con đường này cũng nguy hiểm nhất cho nên chúng ta phải đi đường vòng trần bộ đầu lắc đầu phản bác đi đường vòng cũng nguy hiểm chúng ta quá đông người còn có hành lý cùng nữ quyến căn bản không đi nhanh mà đối phương là cao thủ xe nhẹ đường quen sớm hay muộn sẽ bị khóa mục tiêu đuổi kịp chữ tương long cười cười nói cho nên chúng ta cần vứt bỏ xe ngựa Ngừa, cùng với bộ phận hành lý. Cũng xe nhẹ đường quen, hơn nữa không thể đi đường cái, đánh du kích với bọn họ. Không thể không nói, đây là quyết định phi thường thông minh. Đối phương tuy là cao thủ, nhưng lẻn vào nội địa địch quân mai phục, không có khả năng dẫn theo quân đội. Cái này sẽ dẫn tới nhân thủ không đủ, không thể tiến hành lùng bắt quy mô lớn. Lúc này, chữ Tương Long mới chính thức biểu hiện ra tố chất của một vị tướng lĩnh kinh nghiệm phong phú ở trong hành quân đánh trận loại tình huống đào vong này cũng không hiếm thấy mọi người nhìn về phía hứa thất an vẫn là có mấy chiêu có thể làm đến vị trí trấn bắc vương phó tướng này không có khả năng là người tầm thường hứa thất an cũng cảm thấy an bài như vậy là lựa chọn tối ưu trước mắt ta không thành vấn đề hắn thản nhiên nói chữ tương long cười đắc ý trong ánh mắt nhìn về phía hứa quan chủ sự mang theo khiêu khích cùng khinh miệt như là đang nói cho hắn Tiểu tử lông còn chưa mọc đủ, vẫn là quá non, học chút. Lúc này, các quan viên đi ra khỏi lều trại, thu nạp nhân mã, hạ đặt mệnh lệnh, chuẩn bị hành quân trong đêm. Chữ tương long đánh thức một đám tỳ nữ, sau đó đứng ở cạnh xe ngựa chỗ Vương Phi, không người nói, Vương Phi, đã xảy ra chuyện. Vài giây sau, trong xe ngựa truyền đến giọng bình tĩnh của nữ tử, chuyện gì? Chữ tương long thấp giọng nói, thuyền ở đường thủy gặp phục kích, đã chìm, chúng ta vẫn chưa thoát ly nguy hiểm, kẻ địch rất có thể đuổi giết tới. Các tỳ nữ dụi mắt rời khỏi xe ngựa, nghe vậy, kinh hô lên. Bà dì xen lẫn trong đám tỳ nữ bị dọa rụt đầu, trong mắt hiện lên kinh hoảng. Chữ Tương Long tiếp tục nói, mặt tướng quyết định đi đường núi, để tránh né đuổi giết, mời Vương Phi mau chóng chuẩn bị, rời khỏi ngay trong đêm. Bà dì vội vàng về xe ngựa, thu thập hành lý cùng lương khô, dục vọng cầu sinh mạnh đến đáng sợ đám tỳ nữ theo sau phản ứng lại, bắt đầu công việc của mình. Vứt bỏ bộ phận hành lý, mang theo lương khô cùng nước sạch, đội ngũ sứ đoàn rời khỏi đường cái, đi qua bờ ruộng, đồng bằng, trèo đèo lội suối, bắt đầu gian khổ bôn ba. Dương Nghiễn dẫn đội ngũ đi đến đằng trước, hứa thất an dẫn cấm quân lót phía sau. Lúc bình minh, đội ngũ ở chân núi tạm thời nghỉ tạm, bổ sung thức ăn, khôi phục thể lực. Hứa thất an gặm bánh nướng không có hương vị, uống ngụm nước, May mắn mình không mang con ngựa cái nhỏ đi cùng, nếu không con ngựa yêu quý này sẽ mất đi. Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhích lại gần, quay đầu nhìn lại, là bà dì vẻ mặt mỏi mệt. Nàng đứng ở cách đó không xa, có chút do dự, thấy Hứa Thất An nhìn tới, lập tức cắn răng, đi nhanh tới, ngồi xuống ở bên cạnh Hứa Thất An, thấp giọng nói: "Chúng ta có thể thuận lợi đến vùng đất phía bắc không?" Hứa Thất An trả lời: "Ngươi là tỳ nữ của vương phủ, vấn đề này nên đến hỏi chữ tương long ta không tin hắn nàng ôm siêu nước ánh mắt có chút sầu lo đảo qua đám người thấp giọng nói ta có chút sợ hãi nàng rất sợ hãi cho nên theo bản năng tìm đến hứa thất an có lẽ ở trong lòng nàng trong sứ đoàn thật sự có thể khiến nàng có cảm giác an toàn không phải kim la dương nghiễm cũng không phải chữ tương long thề sống chết nguyện trung thành đối với trấn bắc vương mà là thiếu niên đã canh nhân này dọc theo đường đi không ngừng trêu đùa nàng là ngân la kia ở trong đấu pháp bỗng nhiên nổi tiếng là nam tử kia ở trên vị thủy hai tay ác đảo thiên cùng nhân sợ chết sao hứa thất an không có vẻ mặt gì hỏi nàng gật gật đầu lại lắc đầu kế hoạch của chữ tương long không có vấn đề vận khí tốt chúng ta có thể bình an đến giang châu đến giang châu liền an toàn với lại ngươi một tỷ nữ nho nhỏ có cái gì phải sợ lúc nào thấy không ổn cứ việc đào tẩu là được người ta đường đường tứ phẩm cao thủ, còn có thể để ý ngươi. Hứa thất an cười nhạo sự nhát gan của nàng. Ta sợ ta đi không đến Giang Châu. Nàng thở dài. Thức đêm chạy đi, mới hơn hai canh giờ, hai chân nàng đã như nhũng ra, đi không nổi nữa. Ta cổng ngươi. Hứa thất an đề nghị. Nàng lắc đầu. Nếu, nếu truy binh chặn lại chúng ta, ngươi, nàng sửa lời nói, các đã canh nhân sẽ bảo hộ vương phi sao. Lúc hỏi ra vấn đề này, trong mắt của nàng lóe ra hào quang mong chờ, như chứa cắt vì sao. Giống như chỉ cần hứa thất an cho ra câu trả lời khẳng định, trong lòng nàng sẽ an ổn. Đương nhiên sẽ không, hứa thất an lập tức từ chối. Nhiệm vụ của chúng ta là tra án, lại không phải bảo hộ Vương Phi, Vương Phi chết sống không quan hệ với chúng ta, nếu kẻ địch quá mức cường đại, chúng ta tự mình đào tẩu là được. Dù sao mục tiêu của bọn họ là Vương Phi. Như vậy à? hào quang trong mắt nàng từng chút một ảm đạm, yên lặng đứng dậy, về tới vị trí của mình, ôm đầu gối. Nàng ở trong đám người, lại không hợp với người chung quanh, tỏ ra cô đơn lại đáng thương. Một khắc đồng hồ sau, chữ tương long đứng dậy, lớn tiếng nói, tiếp tục lên đường. Cấm quân cùng thị vệ huấn luyện tốt lặng lẽ đứng dậy, đeo bọc hành lý, sách vũ khí, chờ xuất phát. Vừa dứt lời, tóc gáy hứa thất an bỗng nhiên dựng thẳng lên, ngay sau đó, trong đầu tự nhiên hiện lên hình ảnh, trong núi rừng trên đỉnh đầu, một tảng đá khổng lồ ầm ầm nện xuống. Hầu như là cùng lúc, Dương Nghiễn phía trước bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ngọn núi phía sau. Vù. Một tảng đá lớn cao chừng hai trượng từ trên núi ném xuống, ném vào trung tâm đội ngũ. Trong sứ đoàn, võ giả còn lại chậm một nhịp, thẳng đến lúc tảng đá lớn ném ra, bọn họ mới có cảm ứng. Mà sĩ tốt cùng tỳ nữ bình thường, lúc này đều còn chưa phản ứng lại. Mọi người nằm xuống đất. Chữ tương long hét lớn một tiếng, hắn theo bản năng muốn lao về phía tỳ nữ rất bình thường kia, lại cố gắng nhịn xuống, ngược lại đi bảo hộ vương phi chính quy. Tảng đá lớn ầm ầm nện xuống, mang theo tiếng gió mạnh mẽ. Dương nghiễn thò tay về phía sau, nắm lên thương bạc đeo ở trên lưng, mũi thương nhẹ nhàng rung lên, tua đỏ nở rộ. Chỉ nghe rắc một tiếng, tảng đá lớn đủ để mang một nửa số người của đội ngũ sứ đoàn đập thành thịt nát vỡ tan thành hòn đá nhỏ vụn rơi xuống phốc phốc đá vụn rơi ở trên áo giáp mũ giáp của sĩ tốt không đau không ngứa tỳ nữ không có trang bị phòng hộ ôm đầu ngồi ở trên mặt đất do các thị vệ hỗ trợ che đá vụn sau một đợt công kích có tính thăm dò tạm thời lâm vào bình tĩnh đối phương chưa vội vã ra tay hứa thất an hiếp mắt tập trung nhìn lại giữa rừng rậm chỗ cao có một bóng người cao một trượng đứng, hắn so với cây cối còn cao lớn hơn, cả người trải rộng lông đen nồng đậm. Thân hình không phải cơ bắp cuồn cuộn, có một tầng mỡ thật dày, ngũ quan thô, khuôn mặt trải rộng lông đen, liếm liếm môi, ánh mắt quan sát đám người sứ đoàn tràn ngập khát máu giết chóc. Trắc, trắc, Cánh rừng phía nam truyền đến động tĩnh, cây cối đổ rạp xuống thành từng mảng, tựa như bị sinh vật nào đó đạp ngã. Không bao lâu, một con hắc dao từ giữa rừng rậm chui ra, nó là to lớn như vậy, toàn bộ đầu có thể so với một tòa lầu cắt hai tầng, bờm đen, vảy đen, sừng phân nhánh. Chỉ thân thể bại lộ ở trong mắt mọi người, đã có hơn 20 trượng, nhìn ra tổng chiều dài vượt qua trăm trượng. Một đôi con ngươi dựng thẳng lạnh lùng nhìn chằm chằm mọi người. Con dao lông này cũng quá lớn rồi nhỉ, thân thể như vậy căn bản không thích hợp chiến đấu. Kim Liên đạo trưởng ở cổ mộ từng thảo luận, yêu tộc là không đi tuyến đường thể tích. Giao Long có được huyết mạch ma thần. Ô, có lẽ yêu tộc phương Bắc đều có huyết mạch ma thần, cho nên mới sẽ như cây liền cành với mang tộc phương Bắc cũng có được huyết mạch ma thần. Trong lòng hứa thất an triển khai phán đoán. Tực. Ừ. Hắn nghe thấy được tiếng nuốt nước bọt, bảo trì tư thái cảnh giác, nhanh chóng nhìn quanh một vòng, phát hiện binh lính, hộ vệ trong sứ đoàn, tất cả đều vẻ mặt cứng ngắc, trong mắt che giấu sự hoảng sợ. Sợ hãi sinh vật cường đại hơn là bản năng của sinh linh đổi thành người thường, nhìn thấy một con dao long đáng sợ như thế, không phải bị dọa đại tiểu tiện mất khống chế ngay tại chỗ, chính là mất hết can đảm hốt hoảng chạy trốn. Đám sĩ tốt này năm đó đều chưa từng tham gia chiến dịch Sơn Hải quan sao. Từng, Trần Kiêu khẳng định từng tham gia, trong mắt hắn không có sợ hãi. Hứa thất an vừa nghĩ, vừa đánh giá gấu đen trên núi cùng với dao long phía nam. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.